Thưa quý vị, hỏa hoạn luôn là nguy cơ thường trực với cuộc sống của con người, đặc biệt là tại các trung tâm thương mại lớn, thường tập trung đông người và nhiều vật liệu dễ cháy nổ. Tuy nhiên, không phải lúc nào công tác phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm này cũng được quan tâm đúng mức. Thông qua hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chúng ta có thể thấy rõ hơn vấn đề này. Siêu thị Co.op Mart Huế là một trong những nơi có lượng người đến giao dịch khá đông và lượng hàng hóa tương đối lớn, có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Thế nhưng công tác phòng cháy chữa cháy ở đây khá sơ sài, khi ngay trên tầng 2 tại các văn phòng làm việc, hàng hóa chất đầy, dường như kín lối đi, lối thoát hiểm rất hạn chế. Nhiều thành viên trong đoàn giám sát nói đùa, nếu xảy ra cháy không biết chạy ngã nào, bởi hầu hết các lối đã kín hàng và các biển báo hướng dẫn thoát hiểm hầu như rất ít thấy. Không chỉ có vậy, theo tính toán của đoàn giám sát, qua kiểm tra, số lượng thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng không đủ theo quy định đề ra. Toàn siêu thị có hơn 6.000 mét vuông kinh doanh, nhưng thiết bị, nhất là bình chữa cháy, bố trí dưới con số 100 bình, thiếu hơn 50 bình theo quy định. Hệ thống báo cháy tự động hoạt động không còn hiệu quả. Sau một thời gian đoàn giám sát thử nghiệm thì tiếng còi mới vang lên. Lãnh đạo siêu thị Co.op Mart Huế cho rằng để xảy ra tình trạng này là do doanh nghiệp chỉ là đơn vị thuê mặt bằng nên không thống nhất được với chủ đầu tư tòa nhà về một số hạng mục trong khâu phòng cháy chữa cháy. Trang thiết bị phòng cháy cháy thì cũng chưa có cái sự lúc đầu thì cũng chưa có cái sự thống nhất về cái diện tích cũng như là cái giữa cái diện tích của đơn vị kinh doanh cũng như tòa nhà. Những cái nguyên nhân này thì đa số là những cái phát sinh mới cho nên là sẽ khắc phục trong thời gian tới. Nằm ở bờ nam sông Hương, siêu thị Vixi Huế là trung tâm thương mại lớn, mỗi ngày đón trên 2.000 lượt khách đến mua sắm và hơn 200 tiểu thương kinh doanh tại các siêu thị với nhiều ngành hàng hóa khác nhau. Tại siêu thị này, thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng như hệ thống báo cháy tự động được đầu tư khá hơn. Song qua kiểm tra cho thấy các phương án cứu nạn cứu hộ còn sơ sài, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở chưa đảm bảo theo yêu cầu về số lượng. Đoàn giám sát Quốc hội tỉnh yêu cầu đơn vị tăng cường công tác tập huấn, diễn tập để nâng cao kỹ năng cho lực lượng phòng cháy chữa cháy của siêu thị, các cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị, tiểu thương kinh doanh tại siêu thị để tránh bị động khi xảy ra hỏa hoạn. Với cái tinh thần là an toàn là trên hết, không phải làm việc để mà đối phó. Vì vậy thì đó cũng là những là một trong những công việc hàng tuần, hàng tháng, hàng năm chúng tôi phải làm để mà đảm bảo được cái việc mà cháy nổ không thể xảy ra trong siêu thị. Đối với các trung tâm thương mại, siêu thị, việc chấp hành các quy định của nhà nước trong công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện ngay từ khi thiết kế và xây dựng công trình. Hệ thống phòng cháy chữa cháy được thiết kế lắp đặt đồng bộ. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ sở vật chất một số đơn vị đã xuống cấp, tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ. Các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy còn thiếu, chưa đầy đủ. Qua khảo sát cho thấy, hầu hết đều trong tình trạng quá tải nên các hộ kinh doanh tự ý cơi nới, thay đổi công năng sử dụng công trình, kinh doanh các mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Khối lượng hàng hóa lớn dẫn tới việc các tiểu thương sắp xếp bày bán hàng hóa lấn chiếm lối đi, cửa, hành lang thoát nạn. Siêu thị thì công tác phòng ngừa về chữa cháy nó có bài bản hơn so với các chợ truyền thống. Tuy nhiên á, là nó còn chồng chéo ở cái chỗ là bây giờ cái chủ đơn vị đầu tư với các cái doanh nghiệp thuê lại thì cái việc phân định trách nhiệm và trách nhiệm của ai làm như thế nào thì nó chưa rõ ràng trong các cái hợp đồng kinh tế. Chính vì vậy khi xảy ra cháy nổ thì cái việc đền bù và quy trách nhiệm sẽ rất khó khăn. Mặc dù thời gian qua tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn chưa xảy ra vụ cháy lớn nào, nhưng cả đơn vị cũng không được chủ quan. Trung tâm thương mại, siêu thị phải tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật quy định về phòng cháy chữa cháy, tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với các hộ kinh doanh. Ngoài ra, dành một phần kinh phí để phục vụ cho công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ, mua sắm bổ sung phương tiện chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy, cũng như khuyến cáo khách hàng và các hộ kinh doanh về việc chấp hành nghiêm túc các nội quy quy định liên quan đến an toàn cháy nổ.